Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn được khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã kể về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn kể về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng Gmail.com Còn nói các bạn cũng có thể là kể về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938 chín và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là truy vào cái trang Facebook chuyện ma phủ mập của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất là trên đó mọi người có là vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha Um, và còn đó như bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy, mình sẽ tự quy đỏ ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ha. À, thế rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên Là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment sớm nhất Ở tập 1470 ngày hôm qua Thì ở tập 1470 ngày hôm qua Cái bạn mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Huy Phạm Cảm ơn Huy Phạm rất rất là nhiều luôn ha à, Thế rồi bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay Thì rồi câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay do một bạn Bạn này là bạn xin giấu tên vì do là đặt Thù công việc mọi người ha. À thì um, bạn gửi về cái Zalo cho mình thì mình xin phép lấy cái tên Huy trong cái chữ tên Huy Phạm mình đã đọc tên để mà đặt tên cho bạn luôn. Thì á uh, cái đặc thù nghề nghiệp của bạn là cái gì thì bạn nói bạn là police mọi người chắc mình xin dùng cái từ police đi ha cho chứ để mất công cái này nó cũng ở việt nam nó cũng hơi nhạy nhạy cảm xíu nói chung là cũng không phải là nói xấu nói gì cả chỉ là một cái người police này họ đã kể những câu chuyện khi mà họ còn đi học police họ đã gặp những hiện tượng ma và tới khi họ làm cái nghề police và họ cũng uh, gặp cái uh, gặp ma luôn ha thì rồi bạn này bạn nói là vào năm 2000 mình nghĩ mình mình nghĩ là chắc là bạn 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 huy này là bạn lớn tuổi hơn mình á nhưng mà chắc là do lịch sự thành ra là xưng là xưng là bạn thôi ha à, thì bạn huy bạn nói là vào năm 2014 là bạn có đi vào trong một cái trường huấn luyện bullet ha rồi thì khi mà bạn nói là khi mà vào trong này đó là bạn cũng đã được trước khi mà vào đây thì trước đó bạn cũng đã phải đi học và đã đi đi học chút xíu thì bạn cũng đã được biết sơ sơ về cái lịch sử của chỗ này thì cái chỗ này là trước năm 75 á là của một cái danh trại của bên cái chế độ cũ à, rồi thì họ đã có những nói chung là một cái danh trại cũng lớn nói chung là khu quân y rồi nhiều thứ trong này dữ lắm luôn và bây giờ khi mà à, xong hết trơn rồi đó thì cái này là thuộc về bên à, bên 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 đây ha là bắt đầu là họ mới làm lại một cái danh danh trại để mà huấn luyện những cái người mà bullet rồi thì à, khi mà vào đây học nó nói là nó cũng giống giống như là mình khi mà đi nghĩa vụ quân sự gì đó à, đi vào đây cũng có những cái lúc mà canh gác tới lui nọ rồi em thì ở trong đây á, đặc trưng nhất á, là nó có rất là nhiều những cái giếng tại vì ngày xưa thì thì, thì 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 người ta phải 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 đào giếng người ta sử dụng đó mà do là cái khu này nó rộng quá đi thành ra là mỗi một phân khu là có từ một cho đến hai cái giếng thì cái năm mà 2014 khi bạn vào đây bạn theo học á là nó vẫn còn nhiều những cái giếng luôn và vẫn còn sử dụng luôn nha mọi người nha đúng là bây giờ đã có nước phun tên, đã có nước này nước kia rồi nhưng mà vẫn còn sử dụng giếng luôn tuy nhiên là có duy nhất một cái giếng là nó đã được lắp lại, nó nằm ở bên gần cái khúc mà hành lang của khu B ở trong cái trường học đó, đã nhìn từ xa là biết là là là, là bị bị lắp liền, ở nhìn nó còn cái dấu hiệu nọ được, được được ấy lên đó, rồi thì cái chuyện ma nó là như vậy, cái bạn nói bạn học trong đây cũng một một vài tháng cũng không sao cả, nhưng mà hôm đó bắt đầu là bạn có đi trực bạn có đi trực chung với lại một cái thằng bạn của bạn bây giờ mình xin phép đặt tên nó tên là dũng đi ha mình kêu đại cái tên dũng và huy thì được phân phát là cũng sẽ là được đi canh gác như vậy Ờ, uh, thì những người nào mà đã thứ nhất là đã đi vào trong cái 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 môi trường doanh trại rồi còn thứ hai là mọi người coi những cái chương trình ví dụ như là ở giờ sao nhập ngũ rồi nọ đúng không mọi người ha những cái nghệ sĩ nổi tiếng họ nhập ngũ làm cái chương trình rất là nổi tiếng đó thì mọi người sẽ thấy là khi mà mình đi gác như vậy á, là nó sẽ có một vài cái thử thách dành cho những cái người đó nhưng mà đây là ở ngoài đời là nó có thật luôn nha chứ không phải là người ta tạo mini game đâu là khi mình đi trong mà người ta cái người cấp trên nó à bây giờ là hôm đó là mà mày sẽ đi gác từ đây đến đó gì vậy đó thì khi mà đi thấy bất kỳ một cái người nào mà lạ ngay cả là cái người đó họ có mặc quân phục đi chăng nữa mình phải đọc gọi là đọc bách vật đó gọi là đọc mật khẩu đó. à thì rồi cái hôm đó là bạn được giao cho cái mật khẩu là cái gì Sài Gòn à, khi bạn nói chữ Sài Gòn là ở bên kia bắt buộc phải đáp lại gì gia đình đáp bất kỳ cái gì khác là bạn có điều bạn có quyền luôn nha bạn có quyền là trấn áp luôn tại vì cái này nó không phải là mini game cái này nó không phải là game show cái này là nó là đời thật thì bắt cái người chỉ huy bạn nói là ngay cả tôi ngay cả tôi là chỉ huy của mấy người của 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 đồng chí nè mà tôi đáp không đúng là 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 là, là anh có quyền là chĩa súng vào người tôi và đàn áp tôi là phải kiểu như đánh luôn á nếu là đánh luôn là phải còng tay tôi lại đưa về cho lên trên cấp trên ngay cả chỉ huy bất kỳ ai cũng như vậy cả à rồi đó kiểu như trời ơi nó, nó ở ngoài đời nó nó nghiêm khắc lắm chứ không phải là đơn giản như là trên game show đâu ha rồi thì hôm bữa đó bắt đầu là 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 Huy và Dũng là cũng đi trực tuy nhiên hai thằng đó bằng bằng Huy bằng kể là nói là hai thằng đi như vậy chứ đặt ra là hai thằng không có được mà, kiểu mà, mà 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 sát dính 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 như 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 nhau đâu không có đâu mỗi đứa một nơi à ví dụ như cái bán kính cái khu B đó thì được cái khu B sẽ được cắt làm hai à, một đứa hướng nam một đứa hướng bắc kiểu kiểu gì đó một đứa một đứa hướng nam một đứa hướng bắc là hai đứa lúc nào cũng cách xa nhau ví dụ như lâu lâu đi một vòng thì hai đứa có gặp nhau á à thì cũng lén lén chia nhau điếu thuốc hay là đưa nhau chai nước uống thì ok chứ còn mà không phải là ngồi liếu lo liếu lo mà nói chuyện với nhau đâu không có đâu rồi thì xui một cái á là cái chỗ của dũng á À, chỗ của ông Dũng thì lại là cái nơi mà có cái giếng đã được lắp lại rồi Cái giếng này nó ngang lâu lâu á là bạn Huy bạn còn thấy là Những cái người cấp trên người ta tới đây người ta thắp nhang nữa đó người ta có một cái lư hương nhưng mà không để ngay cái giếng mà đã cất vào một trong một cái hốc giống như là là nó xin lỗi là những cái lỗ mà những cái cái, cái con chó con mèo nó đào nó làm cái lỗ 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 vậy đó có một cái hốc như trong cái gà tường là người ta nhét cái lư hương như trong đó khi nào muốn cúng thì người ta sẽ môi cái lư hương nó ra người ta để để mà người ta cúng đó là như vậy đó ha rồi thì lúc đó khi mà đang trực như vầy vậy vậy nè thì bắt đầu là trời đổ mưa rất là lớn đổ mưa lớn khủng khiếp lắm kìa mưa ấm 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 như vậy nè thì bắt đầu là cả hai đứa huy và dũng bắt đầu là mới núp vô trong cái hành lang tuy nhiên là không núp cùng nhau à núp vô trong một cái gọi là, là cái máy hiên mọi người hiểu không à cái, cái cái, nó có một cái vách tường và nó có một cái máy hiên ra như vậy nè thì bắt đầu là núp vô thì nguyên cái máy hiên nó rất là dài cái máy hiên nó dài tới khoảng cỡ hai ba chục mét lận đã thì bắt đầu là huy núp ở góc ở đầu này còn dũng là núp ở đầu kia hai thằng đứng cách nhau cỡ hai chục mét có cũng tầm tầm hai ba chục mét có mới đứng như vậy đó đã thì hai thằng đang kiểu như cũng đang nói chuyện qua lại ê mưa ơi sao mày ê, trời ơi lạnh lạnh quá mày ơi thì, hết chưa hết ca mà mưa mưa thì giờ mình không có đi trực mình đứng ở đây đi cũng nhìn đi ngang nhìn đi chứ đang hồi nữa người ta kiểm tra đó đó nó còn khoảng cỡ nửa tiếng nữa mới hết ca thì hai thằng đang nói chuyện qua lại luôn à, đang đứng thằng thằng đầu này thằng đầu kia đang nói chuyện qua lại đã thì bắt đầu cái lúc đó thì bắt đầu là bạn 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 huy này đó bạn mới lạnh mà thì ai hút thuốc biết rồi ha lạnh thì thôi mình, mình lén lén mình quay qua mình mình mồi đi thuốc mình hút à cho nó ấm cái người cho nó phê à, bắt đầu là bạn mới sẹt sẹt bạn quay tại vì có nghĩa là bạn núp vô mưa gió mùi tưởng tượng không là sợ ướt thuốc ướt hột quẹt á thì bạn mới núp núp cái người bạn vô chết tường như vậy nè bạn sẹt 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 để bạn hút thì đang bạn đang sẹt sẹt như vậy bắt đầu là bạn mới nghe dũng nó la đồng chí lại đó Đồng chí đâu đây? À, là lên gì? Sài Gòn, Sài Gòn. Đồng chí trả lời đi, đồng chí trả lời đi. Sài Gòn, Sài Gòn. Không trả lời được nha. Tôi còng tay đó nghe tôi còng tay đó. Tôi ở đây là không phải một mình tôi không nha. Tôi là có đồng chí Huy bên kia nữa đó. Đồng chí là ai? Sao mà ngồi đó? Nghe nó la như vậy đó. Nên bắt đầu là chưa kịp mọi điếu thuốc luôn. Mọi người vừa vừa mới xẹt xẹt mấy cái nghe Dũng mới la cái Huy mới quay qua Huy nhìn. Thì khi mà Huy quay qua Huy nhìn á quyên thấy là một người tưởng một người đã từng thấy cái hiện tượng mà người ta sử dụng đèn pin trong trời mưa chứ cứ là trời mưa nó tăm tối tăm tối mà lúc đó là mình quên nói cái giờ một hai giờ đêm rồi một hai giờ đêm có có đèn trong đó là nó vẫn có đèn đàng hoàng nhưng mà nó không có được phủ hết đâu thành ra là khi mà chiếu đèn pin là trong một cái trời mưa lớn như vậy nè thì cái ánh đèn pin nó tỏa ra mình nhìn thấy được cái đường sáng của cái đèn pin luôn người tưởng tượng trong đầu được chưa đã thì thấy anh dũng nó cầm cái đó nó đứng nó vẫn còn đứng ở trong đây chứ nó không có chưa tới gần nó đứng ở trong cái chỗ mà núp mưa đó nó chiếu cái đèn pin ra mà trời ơi đèn pin của quân đội bolit này nọ đâu là xịn sò lắm mọi người nó sáng, pin đèn pin siêu sáng mà, nó chiếu ra sáng rực nguyên một cái 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 chỗ mà cái giếng như vậy nè, là cái cái đường cái đường kính cái đường sáng nó cũng phải là cỡ 5 mét có đó, nó sáng rực lên như vậy nè, nó chiếu ra chiếu ngay chỗ cái giếng á, thì bắt đầu nó la, nó đứng nó, nó làm, Sài Gòn Sài Gòn trả lời đi trả lời đi Sài Gòn Sài Gòn nó cứ la lên như vậy đó, thì thật sự là nguyên nói nguyên nhìn là nguyên không thấy ai rồi đó nghe nó sáng trưng nó sáng như ban ngày ai mà xài đèn pin siêu sáng là biết rồi nó sáng như ban ngày nó sáng nguyên cả một cái vùng lên như vậy mà nhìn không thấy ai đó hết đã xong rồi chưa kịp nói gì hết trơn nha, bắt đầu là thấy thấy nó, nó bước ra luôn nó bước ra chỗ trời mưa một tay nó che kiểu như là nó che trên trên đầu nó như vậy để mưa nó đừng vô mắt không một tay cầm đèn pin trước Sài Gòn càng ngày càng hơn Sài Gòn Sài Gòn trở lại đi cái này Sài Gòn Sài Gòn Sài Gòn, Sài Gòn đó thì nó bước tới thì từ cái chỗ mà 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 chỗ dũng mà nấp mưa á, mà tới chỗ cái giếng á thì đâu đó cũng phải là cỡ 15 lăm mét mười mười mét gì đó là cũng phải cỡ hai chục bước chân đó thì thấy là để mình nói và mọi người dễ tưởng tượng là nó bước khoảng chừng cỡ đâu 15 bước chân ví dụ như từ chỗ nó đến cái giếng là hai chục bước chân đúng không thì nó bước đâu khoảng cỡ 15 bước chân mà nó vừa đi nó ở đây đó lúc này đó là bạn huy bạn đã lên tiếng mày bị gì dũng ai vậy tao có thấy ai đâu ai ai vậy ai vậy tại vì lúc đó thật ra dũng nói là dũng không thấy ai thành ra là là, là là ổ xin lỗi huy nói là huy không thấy ai huy cũng không bước ra chứ nếu mà huy thấy người huy cũng chạy ra rồi nó lúc thằng này nó bị khùng hay gì là sao vậy nó buồn quá hay mưa quá là lạnh nó bị tay não nó bị ngáo hay gì tự nhiên nó ra nó nói chuyện với ai cứ đứng ở đó nhìn à rồi quay lại cái chuyện của dũng dũng nó bước còn khoảng chừng cỡ năm bước chân tự nhiên nó rớt cái đèn pin à nó đang cầm cái đèn pin như vậy không một tay tự nhiên nó rớt cái đèn pin xong cái mà cái tay nó cứ để như vậy mà kiểu như là nó đứng mà người nhìn màn hình nè nó cứ để một cái tay như vậy nè cái tay đang cầm đèn pin như nè giật mình cái nó rớt cái đèn pin cái nó đứng như nè à, nó bị đứng hình nó bị nó đứng như nè đứng cứng nhắc người như vậy nè xong cái bắt đầu là nó quay lại nó quay lại nó nhìn nó, nó, nó nhìn nó nhìn nó nhìn mà bà bạn huy nó quay lại nó nhìn bạn huy một cái nó nhìn huy như nè cái huy dạ yeah. hai thằng đứng cách nhau xa là hai thằng đứng cách nhau cũng phải là cỡ ba chục mét có đó gì ai hả tao có thấy ai đâu xong cái lúc này bắt đầu là thấy anh dũng nó, nó nhìn nguy xong cái cái nó quay lại nó nhìn để giống như là nó kiểm tra lại lần nữa nó quay lại nó nhìn xong cái bắt đầu nó khum từ từ nó khum xuống cái nó chụp cái đèn pin nó vừa chụp cái đèn pin nó chạy y như là chậm chó nó chạy vô dù vô vô, vô 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 nó chạy lại kế bên chỗ chỗ của của của, của huy đang đứng dũng á nó, nó, nó đứng nó rung nó đứng nó rung xong cái đầu nó cầm cái đèn pin nó lại quay lại nó chỉ lại cái giếng lần nữa thì lần này là nó không thấy ai rồi nó bắt đầu là nó mới nói gì là nó lèm bèm trong miệng mất tiêu rồi đâu rồi sao biết mất tiêu rồi mày sao biết mất tiêu rồi nhỏ đâu rồi nó nhỏ rồi mày nhỏ nào mày nói gì mày nãy mày làm làm khùng làm điên gì với mày tao có thấy ai đâu đó xong bắt đầu nó rung nha bắt đầu nó sợ nó nó rung như này nó rồi 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 vậy mày ơi tao gặp ma rồi vậy tao gặp ma rồi mày ơi tao gặp ma rồi mà nó rung mà nó miếu thấy thương lắm luôn kìa thì mọi người biết rồi khi mà chúng ta vào trong cái môi trường danh trại quân đội và vào cho cái môi trường police như vậy đó là chúng ta phải kiên cường chúng ta phải mạnh mẽ chúng ta mới đàn áp được cái người xấu chứ đó nó thành ra là những cái gọi là khóc lóc những cái gọi là nhát này nọ những cái sự yếu đuối là chúng ta phải chôn giấu bên trong đây là lần đầu tiên mà huy thấy thằng dũng mà nó miếu như mà trong khi là dũng là một cái tướng nghe tên là biết biết tính liền dũng khí can cương trường này nọ đồ bự con á mà trời ơi nó miếu mà nó ngồi nó rung mà thấy thương luôn vậy kìa đã hỏi nó vụ gì cái bắt đầu là nó mà nó nó vừa kể mà con mắt nó cũng vừa liếc lại chỗ cái giếng nó hoài nha nó vừa kể mà nó vừa liếc nó vừa kể nó vừa liếc nó nói cái lúc mà trời mưa núp vô xong hai đứa nói chuyện với nhau xong thì bắt đầu là thằng huy nó núp vô trong để mà anh bạn 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 huy đó núp vô trong để mà mồi thuốc á thì ngay tức thì lúc đó đó là dũng thấy là dũng cũng kiểu như là mưa thì mình cũng cầm đèn pin mình lia 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 li, làm đúng nhiệm vụ của mình nó đang cầm đèn pin nó lia tới lia lui để nó lia tới cái giếng á thì nó thấy là có một cô gái ngồi trên cái giếng đó thấy có một cái cô gái ngồi trên cái giếng đó mà mặc một cái đồ mà nó bong bong thì cái này thì mình nghĩ là những anh chị cô chú lớn lớn tuổi chút xíu là sẽ biết thậm chí bản thân mình mình cũng không biết mình chỉ được nghe diễn tả thôi à coi những cái tấm hình tư liệu ngày xưa sẽ biết có nghĩa là ngày xưa đó à, những cái người dân sài gòn người ta những trước những năm 75 mươi á người ta có những cái phong cách người ta mặc đồ á những cái loại vải ngày xưa mà vải gì mình cũng không biết đâu vải cứng 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 nó hơi khô ráp như, 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 đó là cái kiểu như vậy là mặc cái bộ đồ mà nhìn á có nghĩa là Dũng đó là nhìn cái bộ đồ thấy không có giống như là cái xì tai bây giờ cái kiểu cái xì tai nó nó hơi có vẻ là nó hơi lố chút xíu à nó hơi bị 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 bị, bị over hơi bị lố xíu nên tuy nhiên nhìn là nhìn như vậy nhưng mà trong nhiệm vụ của mình mình thấy cái người lạ là mình phải làm sao cô là ai đó tại sao cô ngồi ở đó sài gòn sài gòn cô trả lời được không cô mà trả lời không được nó ngang tôi lại tôi còng tay cô tôi dẫn lên trên ấy liền nha đã là mới nói những câu như hồi nãy mình nói thì cái lúc đó thì huy, huy nhìn qua huy không thấy bắt đầu là dũng nói được ba bốn câu không trả lời bắt đầu là dũng mới đi lấy gần thì khi mà cái cái cô gái đó là cổ ngồi cái kiểu mà cổ ngồi nửa mông một nửa mông thì cổ ngồi ở trên cái thành giếng À cái lúc đó là đã, đã được lắp lại rồi Nó chỉ cao lên độ khoảng chừng cỡ uh, uh, Không tới nửa mét đâu Có mấy tấc như vậy thôi Đã là cổ ngồi một nửa mông Cổ ngồi ở trên cái cái giếng này đó. Còn cái chân cổ chắc chéo lại như vậy nè Kiểu như ngồi cũng ẹo qua hàng bên Giống như những cái cô gái ngày xưa sang trọng Là ngồi vậy đó thì bắt đầu quay lưng lại nha thì bắt đầu là dũng mới đứng đi, đi tới dũng cầm cái đăng pin dũng đi tới dũng nói nói à có là ai sài gòn sài gòn sài gòn nói quá trời nói luôn nhưng mà khi mà còn lại chừng cỡ năm bước chân gấp cái cô này cổ mới quay qua mà 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 mọi người kiểu ngày xưa gái ngày xưa mọi người không đó là những cô gái yếu điệu thục nữ ngày xưa đó mọi người là vừa quay qua vừa lấy cái tay vén lấy, lấy cái tay vén tóc lên cái lỗ tai à hình ảnh nó rất là nó rất là vinh tịch nó rất là kiểu như ngày xưa luôn á Nó là vừa quay qua mà vừa vén cái tóc lên cái lỗ tai quay qua dòm như vậy nè đã trời ơi dũng nói nhân khi mà vừa quay qua dòm á cái mặt của cổ mà nó nó nát bét luôn mọi người ơi nó nó nát mà máu mà nó xì mà cứ như là khi mà cô nhìn là còn đúng có một cái con mắt á cái con người đó nha là nó còn nguyên vẹn thậm chí là cái mí mắt này đã cái mí mắt như vậy mà nó còn không có nữa đó thì mọi người tưởng tượng đi đã nhưng mà chỉ có một nửa bên thôi còn một nửa bên là còn nguyên và dũng nói là nếu như mà cả hai bên còn nguyên á nha cô gái đẹp lắm rất đẹp đã nhìn nhìn kiểu đẹp lắm kìa nhưng mà tại vì bây giờ còn có nửa bên nhìn nó kinh dị cái cô gái đó cổ lên tiếng cổ nói thì lúc đó là giống vừa vừa thấy như vậy xong là bị đứng hình sau bắt đầu là mới rớt cái đèn pin xuống đó thì rớt cái đèn pin là cái đèn pin nó không còn chiếu vô mặt cái cô này nữa tuy nhiên là cái âm thanh nó vang vang lên như vậy nè tôi bị quan lắm đừng có bắn tôi đừng có giết tôi tôi bị quan lắm đừng có giết tôi đừng có giết tôi đừng tôi quan lắm đừng có giết tôi đó thì khi mà kiểu như cái lúc này đó nếu như mà là những người khác những người mà sợ ma như chúng ta đó chúng ta gặp như vậy nên chúng ta la làng la là sớm chúng ta chạy liền nhưng mà một đó rồi dũng mà rất là bạo gan rất là kiểu như là đã tới mức độ rồi nhưng mà vẫn còn điềm tĩnh mới quay lại nhìn bạn của mình là huy thử coi là huy nó có thấy không nhưng mà thiệt tình là huy không có thấy dũng quay lại cái huy nói ai vậy vui vậy làm gì rất đàn biên mày vô đây coi vô đây coi đã thì cái lúc đó khi mà dũng xác nhận là một lần nữa nguy nó cũng không gặp thì dũng mới nghĩ đây là ma tại vì mọi hiểu là cái lúc đó nó dũng nói á, là mới đầu là tưởng là những cái bài kiểm tra những cái bài kiểm tra tinh thần thiệt mà vô trong những cái môi trường đó là có những cái bài kiểm tra tinh thần khủng khiếp lắm đã để cho mình ví dụ như mình lỡ như là có bị bên kia người ta bắt người ta tra tấn mình mình sẽ không có khai đồ đó kiểu kiểu như vậy đó đã là thường thường hay hù ma chọc quỷ thử coi là 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 những cái người mà lít ở đây coi là có dũng mãnh hay không coi là có, có, có cứng hay không đã thì khi mà cái bước cuối cùng để kiểm tra thử coi đây có phải là ma hay không đó là quay qua coi nguyên có nó thấy không à mà thiệt tình là nguyên không có thấy thì bởi vậy mới biết là ma đó bắt đầu ổng mới ổng mới khum xuống ổng lụm cái cái đèn pin một cái là chạy giọt lại liền và chạy về đây rồi kiểm tra thêm một lần nữa cầm cái đèn pin chiếu lại thêm một lần nữa là mất tiêu Mày thấy gì ông Huy, mày thấy cái gì không, mày thấy con nhỏ ở đâu không? Sao nó biến mất tiêu rồi mày thấy không, mày thấy không Huy? Tao có thấy gì đâu mày. Cái câu trả lời của ông Huy cuối cùng là tao có thấy gì đâu mày là một cái câu trả lời chính xác rồi là gặp ma. Lúc đó bắt đầu là Dũng mới bần thần rồi rồi rồi, tao gặp ma rồi, tao gặp ma rồi. À, sau đó bắt đầu là mới kể lại cái câu chuyện như vậy thì khi mà kể lại xong rồi bắt đầu là cũng sợ lắm nhưng mà hai đứa đứng lúc đó vừa sợ ma mà vừa sợ bị phạt tại vì nếu mà mà chỉ huy mà người ta phát hiện ra mà hai thằng mà mà nhân trời mưa như vậy rồi đứng kế bên nhau như vậy vậy là bị phạt dữ lắm á phạt đứng chào cờ trời nắng đứng cục cờ trời nắng thì nọ đồ cực lắm đó nhưng mà thôi bây giờ ghê quá huy nghe kể huy cũng sợ thấy bà chứ không phải là không sợ đâu đó nhưng mà hên rất là may mắn là hết cái ca luôn thì chắc là do trời mưa mấy ông chỉ huy mấy không cũng đi ngủ rồi à cũng không có ra kiểm tra nữa không hết mưa xong có người tới để mà đổi ca rồi sau đó bắt đầu là mới đi về chỗ để mà ngủ nguyên một đêm á là dũng nó ngủ không được cho tới sáng sao nó bệnh mà nó bệnh là phải chuyển vô phòng 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 y tế nằm luôn nó sốt nó bệnh à, mà nó sốt nó bệnh nó bị sản cái những người trong đó những người trong mà bác sĩ trong phòng y tế người ta nói là không biết nó gặp cái gì mà nó cứ sản nó cứ mơ nó sợ rồi nó la ó um sùm hết trơn á không biết nó bị cái gì à thì lúc đó bắt đầu là có một cái người chỉ huy người ta mới mời bạn huy lên gặp gỡ người ta mới nói là ủa Ờ tại, tối hôm qua là mày đồng chí với lại đồng chí huy với đồng chí dũng gác vậy đó rồi có cái chuyện gì xảy ra hay là sao đó là đồng chí dũng có tâm sự gì về vấn đề gia đình không mà tại sao đồng chí dũng lại tinh thần bất ổn như vậy đã bệnh thì sốt thì sốt nhẹ thôi 38, 38 rưỡi, 39 thôi không có nặng Nhưng mà tại sao lại mê sản như vậy Là là về tinh thần như vậy Đó thì cũng dám vui, dám vui Thì không không biết nói làm sao bây giờ Nói thiệt á thì sợ bị 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 kiểu như là bị đì cái vụ mà ma cỏ mà nói dốc á mà nếu phát hiện ra là còn bị tội ác nữa thôi à, uh, nói qua nói lại chẳng qua nó thiệt nói luôn à, uh, là tối hôm qua dũng có kể với em em không có thấy nha mà dũng ờ uh, gặp vậy 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 đó đã thì khi mà kể ra hết trơn rồi thì đương nhiên cái người chỉ huy nó cũng đập bàn đập bài được cái ơi tại sao lại lại đồn đãi cái chuyện ma cỏ vậy 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 cũng làm dữ lắm luôn kìa tuy nhiên có nghĩa là gọi là dơ cao đánh khẽ đó hiểu không có nghĩa là làm như vậy tại vì xung quanh lúc đó là còn nhiều cái người chỉ huy khác nữa thành ra là phải làm lớn chuyện lên tuy nhiên sau đó rồi bắt đầu là không có phạt không phạt không dĩa chân là cứ lặng lặng và im thinh như vậy thôi rồi sau đó là luân chuyển dũng qua chỗ khác để học luôn à coi là không có cho dũng ở lại đó giống như cái kiểu mà cái 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 hiện tượng ma nó linh thiêng quá nếu mà tiếp tục cho Dũng tiếp tục ở lại đây á thì sẽ sợ là Dũng sẽ gặp nữa rồi bắt đầu là kiểu như là cái 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 kim trong bọc nó bị lòi ra rồi đồn đại rồi kể tùm lum tùm la đó thành ra là ngay từ ngay hôm sau là Dũng vừa bớt một cái làm về là chuyển đi chuyển công tác đi cho khác học luôn chứ không có cho ở đó nữa nha mọi người nha À rồi thôi đó 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 là cái câu chuyện đầu tiên mà những năm 2014 là bạn Huy này bạn đã gặp chung với lại bạn tên Dũng của mình. Sau này thì hai đứa vẫn gặp lại nhau thì đứa người ta cũng nói Dũng cũng nói là à chuyển đi là tại vì người ta sợ tao do đó thứ nhất là tinh thần bất ổn. À, cái thứ hai nữa là là cũng sợ đồn đại kể tới kể lui về cái hiện tượng cô gái đó tuy nhiên nha không biết từ đâu á là dũng biết được cái nguồn gốc của cô gái này à, sau mấy năm gặp lại là những tới những năm mà hai mười tám lần hai mười tám chín là cái là là phải là bốn năm năm sau đó gặp lại thì dũng mới nói là đã tìm hiểu rồi tại vì bản thân mình bản thân dũng dũng gặp thì dũng mặc dù đã luân chuyển đi chỗ khác nhưng mà dũng cũng tìm hiểu cũng hỏi thăm này nọ rồi mới biết á cái cô gái đó thì từ những cái thời mà cái này thì nó nghe nó có vẻ nó hơi đụng chạm thì mọi người biết rồi Việt Nam mình á là nó có cái cụm từ là trước 75 và sau 75. À, và có những người những cô chú khán giả cũng theo cái thế hệ trước 75 nó hơi nhạy cảm chút xíu. Nhưng mà đây thì Vũ cũng xin nói rõ Vũ không hề theo kiểu như là cái chuyện là cái chuyện chính trị là chính trị Vũ không tham gia vô ha. Vũ chỉ là kiểu như là nó kể lại những gì mà những người này người ta kể thôi thì nói là cái cô gái đó đó là cái lúc đó đó là có bị bắt vào trong đây để mà tra tấn để mà khai giống như là cổ uh, che giấu cái gì gì đó bên phe này phe kia rồi đó đó là cuối cùng là cổ không khai và cổ đã bị dùng búa tạ và đập vô trong mặt à kiểu như là cổ dùng dùng búa tạ mà đập đập nát cái mặt luôn đập ngay cái giếng luôn và quăng xuống cái giếng đó à quăng xuống dưới cái giếng đó thì rồi khi mà cổ bị chết mà trời ơi mọi người tưởng tượng là cái bố tạ mà đập vô trong cái bản mặt thì người còn cái gì nữa nó đau đớn mà nó tức tưởi nó quan ức cỡ nào chưa rồi sau đó còn bị bị quăng xuống dưới cái giếng khi mà quăng xuống dưới cái giếng xong rồi nó ngang thì bắt đầu là mấy kiểu như là người ta kể lại đó là khoảng chừng có một vài tháng sau đó là vẫn còn trước năm 75 luôn là bị quậy bị phá quá những cái người mà mà ở trong cái cái danh trại đó thời điểm đó đó là bị quậy bị phá quá và họ đã lắp lại cái giếng đó luôn tức có nghĩa là cái giếng đó nó đã được lắp từ trước những năm 75 Chứ không phải là sau này khi mà bạn này bạn vào học rồi rồi bắt đầu là những năm 2000 mới lắp lại không. Là từ lúc mà cô gái nó cổ bị giết rồi cổ bị quăng xuống giếng. Mấy tháng sau thôi là cái giếng đó đã được lắp lại luôn rồi. Cho tới hiện tại bây giờ luôn rồi nha mọi người nha. Đã, đó, đó, đó là cái cái nguồn gốc của cái cái con ma mà trong câu chuyện mà bạn bạn huy bạn đã gửi về ha tuy nhiên mà nói là bạn vẫn phải học ở đây bình thường thôi cứ như là cổ cái cô đó cổ chỉ nhát những người mà mà yếu vía hay là hạp vía hay sao thôi chứ không phải là ai cũng gặp đâu nha mọi người nha nhưng mà thấp nhang là vẫn có đó đã lâu lâu thấp nhang những người chỉ huy lâu lâu lấy lại lấy lư hương ra để trên đó thấp hết cây nhang rồi cất vô là vẫn có lâu lâu thấy hoài à Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện thứ hai cũng là của bạn bạn Huy này bạn gửi về luôn. Thì câu chuyện thứ hai này mọi người nha, nó kinh dị hơn rất là nhiều. Thì nói là sau khi mà bạn tốt nghiệp ra cái trường Bullet đó xong thì bắt đầu là bạn mới đi theo cái kiểu mà gọi là à, đi qua bên một cái trại giam tại vì bạn giống như là bạn làm cán bộ trại trại giam vậy đó. Thì đương nhiên cũng là xin giấu tên cái trại giam này luôn nó cũng nhạy cảm mà thì cái phân khu của bạn thì trong trong cái trại giam này mà mình nghĩ là mình nói ra cái phân khu thôi thì nhiều người đã từng trải hoặc là đã đi thăm người thân trong cái 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 cái, cái trại giam này nghe là biết liền nhưng mà thôi cũng cũng xin dấu tên nha. À, thì cái trại giam nó được phân khu ra ví dụ như người ta nói là khu khu A khu A khu B khu C khu D đi, đúng không? Nhưng mà trong đây nó 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 khác hơn một chút xíu là nó phân khu gọi là AB. À, gọi là AB chung một khu, rồi bắt đầu là CD, rồi bắt đầu là ef đó là chung một khu như vậy, Đúng không? rồi thì riêng cái khu AB này đó là cái khu mà của những người mà án chữ án chữ tức có nghĩa là 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 trung thân hoặc là tử hình đó à rồi thì bắt đầu là khi mà vào đây bắt đầu là là bạn được bạn bạn được cắt cử về cái khu này bạn làm thì khi mà về về đây như vậy bạn nói cái cái lý do đó mà mà bạn được khi mà mới ra trường đó mà được đưa về đây đó là bởi vì khi mà về đây là thường á là sẽ kiểu như huấn luyện mà kiểu như huấn luyện cho nó cứng người lên bạn nói đặc thù của cái khu này là do là người ta đã gọi là chung thân hoặc là hoặc là tử hình rồi nên là người ta giống như sao ta người ta không còn cái hy vọng nữa và thường là những người phạm nhân ở đây á là người ta sẽ buổi sáng người ta ngủ nhưng mà đặc biệt nhất á, là 10 giờ đêm đến 4 giờ rưỡi sáng á là người ta manh động cực kỳ và cái tinh thần của người ta cái tâm lý của người ta rất là bất ổn tại vì thường nếu mà những người nào mà trung thân thì không nói đi ha nhưng mà những người mà gọi là 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 đi dựa cột đó mình mình sử dụng cái <laughs> xin lỗi mọi người là mình sử dụng cái từ tử hình nhiều quá thì mất công youtube nó nó, nó, nó ấy ha những cái người mà đi kiểu như dựa cột như vậy đó không ạ à, thì những người đó thường á là khi mà người ta không được thông báo trước là bao giờ là người ta sẽ đi thi hành án đã nên thành ra là cứ đúng tầm tầm là khoảng chừng có 3 giờ 3 giờ rưỡi 4 giờ bốn giờ rưỡi là cái lúc đó mà cán bộ mà bước đi vô mà giờ đó mà cán bộ đi vô tới là bắt đầu là đọc tên một cái ví dụ như là là uh, trần văn a nguyễn thị a gì đó là, là, là đọc tên một cái thôi là biết rồi, rồi đó là, 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 đi rồi đó là bắt đầu la hét hú hét rồi kêu tên mẹ cha lum đó thì vì cái lý do đó mình không biết là bây giờ người ta hay nói là ờ à, là sao bốn rưỡi chưa biết ai hơn ngay đó là sau 4 giờ rưỡi chiều còn mà trong cái khu này mà sau 4 giờ rưỡi mà sau 4 giờ rưỡi sáng thì không biết ai còn ai ai ai, ai mất cách Thành ra là cái tâm thần người ta, cái tâm lý người ta rất là hoảng loạn luôn. À rồi, thì á, bạn nói cái lúc đó khi mà bạn 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 canh ở trong đó như vậy bạn cũng đối diện với lại nhiều cái ca nó cũng mấy lắm, người ta cũng khóc lóc, người ta van xin mà đặc biệt nha, những người cán bộ ở trong cái khu này là không được quá nghiêm túc với lại phạm nhân. Tại vì người ta không còn bao nhiêu ngày để sống nữa. Đã hình ra là lúc nào mình cũng phải là nhẹ nhàng mình hỗ trợ mình giống như là người thân của người ta hay vậy đó. Đã nói chuyện với anh anh em em vui vẻ với người ta để cho người ta vui vẻ được những ngày cuối cùng rồi cũng đối diện nhiều ca cũng đặc biệt cũng vô cũng thăm hỏi cũng nói chuyện cũng hỗ trợ nha còn phải nói là còn lén còn lén lúc là cho mượn điện thoại để cho gọi về cho người thân nữa hơi phạm luật chút xíu nhưng mà tại vì thấy thương quá tại vì đôi khi có những người người ta tử hình nhưng bản chất người ta không có xấu vì một cái lúc mà xa cơ vì một lúc nóng nảy quá đi thì người ta mới mới rơi vào cái án đó thương lắm nghe thì có một cái ca nó rất là đặc biệt mà lúc mà bạn này bạn nói khi mà bạn vào đây bạn nhận nhiệm vụ rồi đó thì cái ông này là được nhốt riêng ổng là 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 ổng 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 là dựa cột đó ổng là án án dựa cột rồi đó nhưng mà ổng được nhốt riêng đó và ông này là gọi là hoảng loạn cực kỳ tối nào ổng cũng la hét cũng hú hét lên rồi giờ cho anh xin lỗi nè em ơi cho anh xin lỗi tôi cảm ơn cứ la như vậy đó thì bắt đầu á bạn mới nói như vậy nè nó, cái ông này nó công nhận nó nhanh ổng là cũng thương vợ dữ dằn tại vì lúc đó vô cũng đâu có mình thật sự là trong đó là biết mấy chục người như vậy mình đâu có nắm hết được hồ sơ của ai rồi lý do tại sao phạm tội mình đâu có nắm hết đâu thì bạn chỉ nói là ông này cái gì đâu mà đêm nào ông cũng la làng la sớm mà em ơi anh xin lỗi ờ, kiếp sau anh trả anh, anh gì anh bù lại cho em anh sẽ trả nợ làm trâu làm bò cho em nói, trời ơi ông này ông thương vợ dữ người ta không đó ông thương vợ quá trời quá đất mà không một lần nào nghe Ông nói là con xin lỗi cha con xin lỗi mẹ ờ con là đứa con bất hiếu chưa bao giờ nghe mà toàn nghe ông nói em ơi anh xin lỗi không ha à, là kiểu như vậy không xong rồi đó trong một lần hôm đó thì bắt đầu tới cái ca là bạn nói là khoảng chừng cỡ một giờ mấy hai giờ là cái giờ đỉnh điểm nhất là trong đó là nó kiểu như người ta quấy phá người ta rên rú người ta ấy nhất thì cái giờ đó bắt đầu là phải đi coi phải đi xuống để mà được, kiểu như động viên tinh thần này nọ đồ cho yên ổn lại đúng không thì đó là bạn đang đi bạn đi bạn cũng động viên một vài người bắt đầu bạn tới cái phòng của cái ông đó à của cái ông phẩm ông phạm nhân đó thì bắt đầu là khi mà tới đó như vậy đó thì tự nhiên hôm nay lạ quá hôm nay lạ quá sao thấy ổng im ru à ổng không có ổng bình thường ổng là cái người mà la hét nhiều nhất luôn á nhưng mà sao hôm nay thấy ông im quá thì bắt đầu mới tới đó thì khi mà tới đó bắt đầu là mới nhìn vô trong cái cái kiểu như là cái cái buồng giam người ta có cái khe đó để mình đẩy cái nắp lên mà chỉ có những người ở bên ngoài mới đẩy nắp lên được thôi mới đẩy lên bắt đầu mới nhìn vô thấy ông ông đang nằm ông đang rút vô trong cái 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 cái, cái góc tường như vậy nè mà ông cào luôn lúc đó là rách luôn cả cái áo phạm nhân luôn rồi ông rách luôn có nghĩa là ông cào mà Ông cào mà nó gách áo rồi bắt đầu là nó trầy trụa mà máu mà ống cào từ cổ ông cào, 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 cào xuống, ông cào tay, cào chân ông. Mà máu rỉ, 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 rỉ xuống luôn đó. Hú hồn, hú dí bắt đầu là mới mở. À, bắt đầu là mới mở cái chìa khóa rồi bắt đầu là mới vô trong đó mới nói chuyện. À, vừa mới mở cửa bước vô trong đó đó, thì cái cảnh đầu tiên mà bạn Huy bạn nó bạn thấy là vừa mới mở cửa bước vô thôi thì bắt đầu thấy cái người ông, ông đó, ông giật mình luôn á giống như chứ lúc đó huy còn tưởng đâu là ổng giật mình bởi cái tiếng mở cửa tại vì cái cửa cái cửa phòng giam nó, nó nó, nặng lắm cửa sắt mà mở ra nó nghe một cái két nhưng mà nó nặng lắm thì thấy ổng giật mình mà ổng giật mạnh lắm nha ổng giật mình mà cái đầu ổng đập vô tường giật giật mình cái đầu đập vô bóp như vậy cái đầu mới bắt đầu là mới chạy lại gần nó sao vậy đồng chí bây giờ mình xin phép kia là đồng chí b đi mình kêu đại đồng chí b tại sao lại làm như vậy có vấn đề gì có cần uh, cán bộ hỗ trợ cái gì hay không đó nó bắt đầu đó ông bò ổng bò lại mọi người nha, ông bò 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 lên bắt đầu ổng nắm, ổng ôm cái chân mà thấy tội lắm tội, ông đó nếu mà nói đúng là đáng tuổi ba của bạn Huy á lớn rồi cũng phải là là tầm ba mấy bốn mấy rồi ôm mà bắt đầu là vuốt 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 cái cái chân gì này nó mới nói bộ ơi ở trong đó người ta kêu cái 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 cái, cái, cái tiếng lóng người ta người ta kêu tắt là bộ với phạm à, phạm nhân là kêu là phạm còn bộ là kêu là bộ bộ ơi bộ bộ ơi bộ bộ ơi bộ kêu người ta bắn tôi lẹ đi bộ bắn tôi lẹ đi bộ chứ tôi chịu không nổi đâu bộ ơi tôi xuống dưới đó với nó bộ ơi bộ ơi kêu bắn tôi bắn tôi lẹ đi bộ ơi Ê, chứ giờ tôi đợi hoài chứ không nói đêm nào nó cũng về nó kêu tôi hết bộ ơi kêu tôi ra bắn đầu lại đi bắn đại tôi đi bộ. đã cứ nói cho tôi chết lẹ đi bôi cho tôi chết lẹ đi kiểu đó là, là từ, từ từ đừng có nói như vậy được phải hồ sơ phải lần lượt người ta còn nhiều khi là biết đâu là là một hai ngày hay một hai tháng nữa người ta có đặt xá từ tử hình xuống trung thân rồi sao làm sao mình nói vậy trời ơi tôi mà tôi mà xuống trung thân là tôi cắn lưỡi tôi chết luôn bộ ơi không được đâu tôi phải chết tôi phải chết chứ tôi sống không được trời ơi mà mừng biết rồi những cái người mà 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 tội phạm như vậy mà người ta từ tử hình mà người ta về xuống chung thân là giống như người ta được đầu thai thêm một lần nữa một cái đặc xá một cái đặc ân khủng khiếp đó người ta mừng cỡ nào mà ông này ông không chịu ông nói là bây giờ ổng mà xuống chung thân một cái là ổng cắn lửa ông chết cũng không chịu cũng không nhất quyết là ông không chịu xuống chung thân đã là cũng khuyên nhủ xong rồi 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 thôi để có gì có cần phải gọi cho người nhà không không gọi người nhà có cần ăn uống không ăn không uống gì hết thuốc lá không đưa mấy đứa thuốc cho hút bình tĩnh không hút thuốc luôn không chịu cái gì hết trơn bây giờ cái điều mà ổng muốn nhất là bây giờ là ngay bốn giờ rưỡi sáng nay đem ổng ra dựa cột đi là cái điều ổng muốn mong muốn nhiều nhất cái nhưng mà cái điều đó thì đương nhiên là là bạn huy bạn không có cái trách nhiệm bạn không có cái 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 cái, cái gọi là cái quyền để bạn bạn quyết định cái điều đó thôi rồi 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 rồi, rồi, rồi cũng đứng lên cũng giả bộ nó nói vậy rồi cũng đi ra đã đi đi ra cái bắt đầu là mới, mới 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 đóng cái cửa lại thì khi mà đi ra đóng cái cửa lại như vậy xong bắt đầu mới đi đi lên cũng đi lên trên phòng cũng ngồi cũng cũng kiểu như báo cáo lại với lại những cái người đó ờ à, nãy xuống dưới là có cái ông phạm nhân b đó là tội dựa cột là vậy 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 nói gì đó xong cái bắt đầu là những người đó đó thì cái cái ông có một cái ông cũng cấp trên đó, ông mới nói À, thôi để đảm bảo là 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 hiểu chúng ta phải thông cảm, chúng ta phải cảm thông được với lại phạm nhân nhiều nhất có thể đó. Thì tôi tôi yêu cầu là đồng chí Huy đó là nên đi vào đó đi vào trong cái tủ hồ sơ, lục cái hồ sơ của phạm nhân B và đọc hết cái 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 hồ sơ đó để biết để hiểu rõ hơn về đồng chí B ở để về, về phạm nhân B. À rồi bắt đầu là cũng cũng bất ngờ ủa bình thường mấy cái chuyện mà đọc như vậy mình muốn đọc thì mình đọc y như cái thư viện vậy đó cái tủ hồ sơ nó như cái thư viện mình muốn đọc thì mình đọc không đọc thôi chứ đâu có đâu có quyền đâu có cấm gì đâu không đó nhưng mà tại sao hôm nay chính cái người cán bộ lại kêu mình đọc thôi nói vậy cũng đêm buồn cũng chán mà vô tủ hồ sơ lấy hồ sơ ra bắt ghế ngồi đọc thì khi mà đọc bắt đầu là mới biết lúc đó là vào năm 2009 Thì tức có nghĩa là ông cái ông Phạm Nhân B này Ông đã ở trong cái trại giam này đâu đó khoảng chừng cỡ 7-8 năm tính tới thời điểm đó Thì vào năm 2009 Trong trong cái hồ sơ ghi lại là nó giống như là một cái tiểu sử vậy đó Mà đọc rất là dễ đọc luôn Đó là năm 2009 là B là đã có vợ B đã đã có vợ từ những năm mà 2007 rồi. Đã thì B có lấy một cái chị một cái chị kia về rồi bắt đầu là hai vợ chồng cũng không có sinh con được. Sau đó bắt đầu là làm cũng đủ thứ nghề bốc giác rồi bán vé số phụ hộ nhiều lắm. Đã rồi bắt đầu là cũng đã dành dụm được tiền và bắt đầu là đã có sang lại một cái sạp chợ, một cái sạp nhỏ lề đường ngoài ngoài chợ thôi, ngoài đường thôi. Thì bắt đầu là có bán 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 rau, bán rau bán thịt này nọ, bán bán rau thôi nhưng mà bán thịt bán rau thôi. À, thì từ đó bắt đầu là khi mà bán rau như vậy là bán rất đắt à bán bán có tiền bán rất đắt lắm nha cái bắt đầu là khi mà rủng đỉnh tiền như vậy rồi cái bắt đầu là cũng mua sắm mua xe mua cộ rồi bà vợ rất là thương bà mua vòng mua vàng cho đeo cho bê cũng đeo đó bắt đầu là có xe rồi những hai năm những năm hai mà có xe tay ga đồ bán rau đó mà có xe tay ga đi đó mọi người đó thì bắt đầu là khi mà có tiền rồi bắt đầu ăn chơi đương nhiên là không dính đến mai thúy không dính đến cái gì cả chỉ là à, là ăn chơi suốt ngày cà phê cà pháo bia, bát phố gì đó là không còn lo cho 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 vợ nhiều nữa đó thì một mình bà vợ phải gồng gánh là sẽ uh, gánh kiểu như là đẩy xe rau ra rồi cực khổ như vậy đó thì kế bên cái xe rau á là có một cái ông là ổng bán thịt heo thì do là đàn ông mạnh khỏe mạnh hơn mà trước đó là giao tình giữa ông b và cái ông bán thịt heo cũng rất tốt đã trước đó là cũng tốt anh anh em em lắm thì từ khi mà ông bê lo ăn chơi như vậy đó thì bắt đầu ông này ông thấy bà vợ bà làm có mình à thấy cũng cực quá thì cũng phụ mà phải không cũng phụ hợp, phụ hợp như vậy nè thì uh, lâu lâu cũng ngồi bán rau ngồi kế bên ngồi chung với nhau thì cũng giỡn hớt qua lại đó và và là trong cái hồ sơ thì ghi á là giữa vợ của b và cái ông má thịt heo đó không hề có tình cảm gì cả mà cái ông má thịt heo đó ổng nó cũng đã có vợ con nói chung là tới là bình thường chẳng là giúp qua giúp lại uh, bạn hàng với nhau thôi đó thì trong một cái lần mà kiểu như ngoài chợ người ta đồn đó Ờ à, mày đi chơi suốt đi đó rồi để cho thịt heo nó lụm con vợ mày luôn rồi kiểu như vậy đó trời ơi mày không lo mà giữ vợ mày thì trong một cái lần say xỉn là ông b ông có cầm một cái cái cây rửa à mới cầm một cây rửa bắt đầu là mới tới kiểu giống như là chỉ là muốn tới dằn mặt các ông má thịt heo thôi đã chứ ông b thật ra là ông cũng rất là thương vợ nhưng mà chỉ tới dằn mặt ông má thịt heo cũng cầm cây rửa cũng giá giá như vậy nè đó thì khi mà giá bắt đầu bà vợ bà mới binh bà vợ bà mới bình cái ông mới theo anh làm gì vậy anh bỏ tôi anh đi rồi anh đi, đi ăn chơi suốt tôi mua vàng mua vòng cho anh đeo tôi là người tôi thấy không thấy ghê thấy gớm vậy nè anh đẹp mã vậy đó rồi giờ hả người ta phụ tôi người ta, ta, ta dọn hàng phụ tôi bán phụ tôi những lúc mà hả, tôi đái ỉa này nọ đồ rồi, rồi, rồi không có ai bán rồi người ta ra người ta bán phụ tôi người ta lấy tiền phụ tôi để đừng mất khách anh làm gì mới đẩy đẩy ông chồng thì trong lúc mang men say mà thấy cái cảnh tượng như vậy mới nghĩ là hai người này có có ý đồ bắt đầu là mới cầm cái rửa mới xả xuống à, thì khi mà cầm cái rửa mà xả xuống như vậy bắt đầu là bà vợ quán tính thôi bà mới đưa cái tay lên bà đỡ một cái bạc rớt cái tanh rớt cái cái cái, cái cái, cái cái cánh tay từ cái cù chỏ trở xuống ngọt liệm luôn một cái bạc một cái là rớt đó thì khi mà mà rớt như vậy rồi bắt đầu là cái ông thịt heo ông làm gì mọi người ông ôm lại Ông, ông ông ôm cái bà cái bà vợ của ông b trời ơi anh làm gì anh trời ơi chết con người chết vợ rồi người ta ôm kiểu giống như là không phải là tình cảm mà kiểu như người ta đỡ rồi người ta ôm như nè thì khi mà ôm thì bắt đầu là ông kia ông nhìn ông sôi máu nữa mày mày ôm vợ tao mà ông xả thì một cái nữa là Nghi cái đầu của bà vợ luôn một cái bạc như là ở lúc đó người ta nói là chỉ còn dính da thôi à rồi kiểu như là không có lìa khỏi cổ mà chỉ là dính 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 da lại như vậy thôi đó. đó rồi đương nhiên là chết tại chỗ là ổng cứ ngồi luôn nói nói ở ngoài chợ tao la um sùm tao báo công an ổng không có chạy đã ổng không có chạy ổng cứ nằm ổng cứ ngồi thừ lừ thừ lừ ổng cầm cây rượu trên tay ổng cứ ngồi thừ lừ như vậy đó thì công an tới nhân chứng vật chứng tất cả mọi thứ mà ổng cũng không có bỏ chạy nữa đã rồi bắt ổng về đương nhiên ổng cũng khai hết tất cả mọi thứ như vậy nhưng cái đó là nó quá ác đi nó thành ra là mặc dù biết là cũng đã là đầu thú cũng đã có sự khoan hồng luôn rồi tất cả mọi thứ luôn rồi nhưng mà án cuối cùng vẫn phải là dựa cột thôi chứ không còn một bản án nào nhẹ hơn được nữa đã rồi thì từ ngày mà ổng đi vô trong đó như vậy đó cái lúc mà trước khi bạn huy bạn vào nha là ổng cũng đã bị kiểu như ổng bị khùng đi như vậy đó là ổng cứ sẵn sàng ông la như vậy đó mà khi ổng cào mọi người ổng chỉ cào đúng cái tay ổng dùng ổng dùng cái tay trái ổng cào đúng cái tay phải thôi mà tới bây giờ cái tay phải của ổng ghẻ không à cái đường nào đó nó dài từ cổ tay nó dài lên tới cuồng chỏ một cái đường lằn 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 rồi ở trong đó thì nắm mốc ẩm ôi ẩm mà trong tù mà để giam mà đã thì bắt đầu là nó nó kiểu như nó ghẻ chóc hết như vậy mà cái tay phải cũng chính là cái tay mà ổng đã chặt đứt của bà vợ đã trời ơi cái lúc đó nha Huy nói nó Huy đọc lại cái hồ sơ tất cả mọi thứ như vậy và lúc đó là trong cái tư liệu là tư liệu mật ít khi nào không không chưa bao giờ đăng trên báo chí đâu là có những cái hình ảnh nữa. có những cái hình ảnh để lại trong đó mà nhìn mà kiểu như ám ảnh luôn á mặc dù là đã qua bao nhiêu khóa huấn luyện rồi đã đưa vô trong cái cái gọi là cái cái cái, cái ca gọi là dữ dằn nhất rồi đó nha mình phải là bình bản lĩnh cỡ nào nhưng mà bị ám ảnh luôn á như là ngủ không ngủ không được luôn cứ nhắm mắt lại là cứ nhìn cứ nhớ cái cảnh đó rồi nhớ cái cảnh mà ổng tự ổng wow 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 như vậy đó là ổng còn nói là bắn tôi đi nó về hoài em đó bắn tôi nó về rồi những cái đêm mà còn nghe ổng mà em ơi anh xin lỗi em kiếp sau anh làm châu làm bò anh trả nợ cho em đã bắt đầu mới đặt câu hỏi không lẽ vợ của ông b đã vào đến trại giam để mà hành hạ hà ổng cái thời gian vừa qua đã thì vì cái lý do đó nên thành ra bạn huy này bạn bắt đầu bạn nói là thôi bây giờ bạn mới nghĩ là một cái trong đầu bạn lé là bạn nói nè cái đêm hôm qua đó ổng tới ông làm như vậy bây giờ mình coi lại cái camera của cái đêm ngày hôm qua coi là có thấy hiện tượng gì hay không thấy nha mọi người nha thì lúc đó bắt đầu là bạn huy bạn mới kết nối với lại một cái đồng chí tên là 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 khôi một cái cán bộ tên là khôi thì cái việc á mà huy gặp khôi để mà yêu cầu cho xem lại camera thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường tại vì mình lâu lâu mình vẫn phải coi lại camera coi là những cái người phạm nhân họ có làm cái gì không giống như là họ hay cái kiểu mà họ khoét tường để mà họ nói chuyện họ giao dịch qua lại nó trời ơi trong cái cái tù họ phức tạp lắm mọi người ơi đó nó làm người ta làm đủ thứ trò hết trơn á đó nên cái chuyện mà vào con camera là bình thường thành ra là huy cũng không cần phải kể chuyện ma làm gì quý bà nó à, là là cán bộ khôi ơi cho tôi coi lại là giờ hôm qua vậy vậy cho tôi coi lại trước đó khoảng cỡ 15 20 phút để tôi coi coi làm cái phạm nhân um, B đó là có có hành động gì là kỳ lạ không cũng nó nói vậy đó thì người ta cũng mở cho coi à rồi mở cái ông cái ông khôi đó ổng mở cho coi xong ổng đi ra ngoài ổng ổng hút thuốc à ổng để cho là ổng chỉ cho cách thao tác này nọ đồ chuột bấm sao sao là đi ra ngoài thành ra chỉ có một mình Huy là ngồi đó coi lại camera cầm con chuột lướt lướt trước đó độ khoảng chừng cỡ cái lúc đó mà khi mà trước khoảng chừng cỡ 15 phút trước đó khoảng cỡ 15 phút khi mà khi mà cái huy đi vào trong đó để mà coi đó huy cứ đúng lấy đúng cái camera mà chĩa ngay chỗ cái, cái 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 buồng giam của à, của ông ông phạm nhân b thôi thì cái lúc đó, đó là nó có hai cái camera một cái là chĩa từ ở ngoài cửa và một cái là chĩa ở trong buồng đúng cái giờ đó huy nó huy thấy rõ ràng nó mờ lắm nha nó mờ nhưng mà vừa đủ thấy một cái bóng đen lướt ra à, từ 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 xuất hiện mà camera đương nhiên buổi tối là nó trắng đen rồi nó không có phải là màu nó trắng đen nhưng mà thấy rõ ràng một cái bóng trắng nó mờ mờ từ từ cái rõ rõ ra và nó đứng và lướt vô xuyên cái cửa buồng giam cái cửa buồng giam của của cái ông mà mà phạm nhân b đó không đã giờ mình đặt cái là buồn giam buồng giam số 7 đi mình kêu đại vậy đi à, rồi lướt vô trong cái buồng giam bắt đầu bấm con chuột qua trong cái cái màn hình mà ở trong cái buồng giam thì thấy cái bóng đó nó là lướt rất là mạnh lướt rất là nhanh luôn nó khoảng cỡ chừng cỡ một giây không tới là lướt Sụt một cái bắt đầu là mới nhảy vô Mới nhào mới nhảy vô trong người của cái ông B đó Thì trước khi mà bị nhảy vào là ông B đó Là ông ông, 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 đang ngồi này Ông đang ngồi ông rung Có nghĩa là ông ngồi ông, ông cứ chấp cái tay lại Giống như là ông niệm Phật hay sao đó Ông cứ ngồi ông xếp bằng ông ngồi trong góc tường Ông ngồi ông rung nè Ông ngồi ông rung niệm Giống như là ông, ông biết là tối nay là sẽ là là nó sẽ tới Vợ tới là vợ hành mình nữa đó Đó ông cứ ngồi ông rung như nè thì cái bóng nó bắt đầu nhập một cái sụt cho một cái là sau đó bắt đầu là ổng la à bắt đầu ổng la làng la sớm ổng cao 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 là tua nhanh qua là độ khoảng chừng cỡ khoảng chừng cỡ năm có 10 phút sau đã là lúc đó bắt đầu là huy thấy hình ảnh huy đi vô rồi cũng tới từng nơi từng nơi cũng nhìn hỏi thăm động viên đó thì trong cái trong cái lúc mà huy đi từng buồn buồn số 1, buồn số 2, buồn số 3, buồn số 4 đó thì lúc đó là trong lúc này là ổng cứ cao không la nha tại vì nếu mà giống như là cái bài vợ đó bác biết á mà nếu mà la lên á thì là ông huy cũng sẽ chạy tới liền thành ra là kiểu mím môi lại kiểu thấy hình ảnh của của ông b thời điểm đó là cứ mím môi lại cứ cào cứ cào vậy nè đó thì bắt đầu tới cái đoạn mà à là huy tới trước cửa buồng giam huy vừa nhìn vô bắt đầu là huy mở cửa À cái đoạn này lúc mà Huy vừa mới mở cửa Thì lúc mà cái ông đó ông giật mình mà ông đập cái đầu vô ông tường Là giật mình một cái thì thấy rõ ràng là có một cái bóng từ ở trong người ông đi ra Huy nói Huy thấy rõ ràng một cái bóng trắng từ ở trong người ông là Đi ra một cái là phục cái là mất tiêu À chỉ là nó khoảng chừng cỡ độ một giây thôi nó rất là nhanh thôi là một cái bóng ông vừa giật mình cái bóng nó sụt ra bị cái một cái bóng trắng rõ ràng luôn nha mọi người nha rõ ràng trong camera vậy luôn là đứng kế bên ổng một giây là bắt đầu là bí mất tiêu là khi mà huy bước vô huy bước một chân vô trong buồng giam đó, là cái bóng nó biến mất tiêu đã cái là sau đó bắt đầu là huy mới lại cũng à cũng năm hỏi đồng viên tất cả mọi thứ vậy bắt đầu là cái cảnh mà ổng quỳ ông lại ông ôm ổng kêu ông đòi, đòi 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 chết gì vậy đó đã thì liệu là không còn gì mà không tin nữa mọi người đương nhiên đó là một cái nó tuyệt mật xóa thì không được quyền xóa rồi đó tại vì nó phải phải lưu lại chứ ra sao mà xóa được đã chỉ là huy nói nếu như mà huy không kể câu chuyện nó ra đó thì cái cái thước phim đó nó nó hiện tại cho tới bây giờ nhầm khi nó vẫn còn trong cái, cái 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 ổ cứng ở trong cái ở trong cái trại giam luôn tới bây giờ nó vẫn còn đó không xóa nhưng chắc chắn cũng không thể nào công khai được mọi thử tưởng tượng cái đoạn phim đó mà công khai lên trên nền mạng xã hội thì nó khủng khiếp cỡ nào chứ không tài nào công khai được biết chôn giấu luôn à rồi gọi là kiểu như là sống để bụng và chết mang theo luôn đã là không biết cái điều đó ha thì từ sau cái vụ đó rồi là huy có một cái cái sự gọi là một cái sự ưu ái đặc biệt cho cái cái ông phạm nhân b đó mặc dù biết người ta đã phạm tội vậy rồi là người ta kiểu như là không có phải là cái người gọi là tốt gì cho lắm nhưng mà mình thương mình thấy như vậy mình thương đó không rồi tới rồi cứ canh cứ canh kiểu như là huy có Huy luôn cố gắng để mà đi vào đó trước khi mà bà vợ bà xuất hiện đã ví dụ như bình thường là khoảng chừng cỡ 2 giờ là bắt đầu là đi thăm gặp đi thăm hỏi nữa không thì khoảng chừng cỡ một giờ bốn hoặc một giờ rưỡi là huy tới trước và đi mở cửa là đi thẳng xuống dưới phòng phòng giam số 7 luôn đi thẳng xuống phòng giao số 7 vô ngồi nói chuyện khoảng chừng cỡ 15 phút rồi mới để đi ra đi ngược lên số 6, số 5, số 4, số 3, số 2, số 1. Thế thì khi mà làm như vậy đúng cho đến ngày mà ông đó ổng vẫn không được giảm án đâu mọi người. Cho đến cái ngày mà ổng được đem đi để mà à, đi đi xử như vậy đó thì từ lúc đó là ổng không còn bị gì nữa. Mà ổng luôn miệng cảm ơn nha. À mặc dù là hai người không có nói với nhau thôi, uh, Phạm 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 nhân B cứ yên tâm đi tôi sẽ tới trước để vợ của Phạm nhân không có nhập với Phạm nhân. Không hai người không hề nói với nhau như vậy. Đã và các ông B cũng không có nói lời cảm ơn cán bộ đã không có để cho vợ tôi nhập không 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 hề có à, giống như là âm thầm tại vì cái đó mà lộ ra một cái nữa là chết thậm chí là bạn huy bạn bị bị, bị bị, bị kiểm điểm nữa đó là cứ lúc nào cũng khoảng chừng cỡ một rưỡi đêm với nha một bốn lăm là tới đó nói chuyện là ổng mừng lắm ổng thấy huy vô ổng mừng ổng ổng không có nói nên lời ổng cứ mừng cứ ngồi nói chuyện tâm sự nói tùm lum tùm la mọi thứ cái trên đời chừng cỡ năm mười phút là đi đó là lần nào đi cũng cảm ơn dạ dạ cảm ơn cán bộ dạ dạ cảm ơn cán bộ cứ vậy đó đó và lâu lâu thấy ổng cười nữa à mà những cái nụ cười của những cái phạm nhân tử hình là một những một trong những cái nụ cười mà nó chất chứa cái sự cay đắng cái sự nghiệt ngã cái sự đau đớn mà cũng như là những cái tia hy vọng cuối cùng những cái sự vui vẻ cuối cùng đau thương lắm đó và rồi đó cho cho đến mãi cho đến cái ngày khi mà đem đi à, đem đi xét xử như vậy đó thì lúc đó là cũng một cái lời cảm ơn cuối cùng đó là, là cảm ơn cán bộ thời gian nhiều qua nhờ cán bộ á, mà hả tôi không có bị đau đớn nữa thôi tôi đi nha cán bộ nha Đó là dẫn đi ra và tiến súng giữa đêm trường là là ổng đã ra đi mãi mãi mọi người ha. Rồi đó đó là làm um, cái câu chuyện mà bạn Huy bạn kể về một cái người phạm nhân mà bạn Huy bạn nói là chắc có thể là trong suốt cả cái cuộc đời mà làm cái nghiệp cán bộ như vậy là chắc là <laughs> bạn sẽ không có quên về mỗi câu chuyện rất là đặc biệt như vậy luôn ha mọi người ha. À, thôi rồi đó là cái câu chuyện uh, thứ hai ngày hôm nay một câu chuyện rất là hay ha. Tuy nhiên là cái thời lượng nó cũng còn hơi ngắn ngắn. <laughs> Bốn phần của mình vẫn phải tiếp tục kể tiếp để cho nó hơi dài dài cho mọi người nghe cho nó đẻ mọi người ha. À, rồi thôi cũng uh, xin nói một chút xíu nha. À ngày mai là mình sẽ có mặt ở bên chi nhánh hai của mình là ở bên Gò Vấp, địa chỉ là 743 đường Quang Trung ở um, uh, Gò Vấp mọi người mình biết là cái không biết là cái chỗ đó nó hơi khuất hay sao là có rất là nhiều người. À, tới bây giờ vẫn chưa có tìm ra cái chỗ đó thì mình nói nôm, nôm na là nó sẽ nằm đối diện với lại nhà hàng Ba Lạng rưỡi đó, khúc mà mà uh, ngã ba Tân Sơn với đường Quang Trung mà làng SOS đó, là nằm gần khúc đó khúc đó nó cũng hơi khuất thiệt chắc là rất có thể nha, mình có thể là mình sẽ phải đi tìm một cái mặt bằng khác. Tại vì vì nó nó cũng khuất quá và và bán cũng hơi chậm chậm, chậm chút xíu. Đó thì không biết làm sao đây chứ giờ gọi dấp biết bị cái gì đó. lúc mà mới mở ra đó thì bị công an dí mặt bằng đầu tiên rất đẹp. Bị công an <laughs> bị công an họ bắt quá là phải dời về đây. Nhưng mà ở đây thì nó lại khuất quá, lại tối quá, một người kiếm không được. Đó biết xui xui sao để mình nghiên cứu để mình đổi cái cái cái, cái, cái <laughs> chuyện chỗ khác ha mọi người ha. Để coi coi làm sao và nhớ đừng quên là mình vẫn bán à, lạp xưởng siêu nè à, trong cái mùa tết này có thể có thể là vào trong trang ăn vặt của một chấm cơm để mua ủng hộ ha à, thôi rồi bây giờ là mình sẽ à, qua đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay thì đây là một cái câu chuyện ngắn do một bạn bạn này bạn tên là Minh Thương bạn đã gửi về Zalo cho mình bạn à, là nữ mọi người ha thì đó là cái lần hôm đó là bạn có đi qua bên Nhật để mà kiểu như bạn thì bạn đi qua đây là bạn bạn đi học mọi người nha chứ không phải là đi à, xuất khẩu lao động mà nó bạn đi học bên này à, thì khi mà bạn 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 đi qua đây họ học như vậy đó thì cũng một khoảng gần gần một năm đầu tiên là cũng chưa có chuyện gì cho đến lúc đó bắt đầu là bạn cũng chuyển qua ở một cái một cái ký túc xá thì đó là cái ký túc xá ở bên nhật á thì mới chắc là cũng có nhiều chỗ đó khác nhưng mà riêng cái ký túc xá của bạn thì nó được chia làm nhiều phòng mà cái phòng nó nó nhỏ lắm nó có một cái tên gọi riêng luôn nhưng mà tại vì mình không có đành tiếng nhật mà nói là nó, nó nhỏ xíu à và mỗi một người ở một phòng như vậy nhưng mà nhỏ vậy nha nhưng mà vẫn đầy đủ là có bếp nút có toilet có phòng ngủ hay nọ đồ luôn đấy nhưng mà nó nhỏ lắm nó độ khoảng chừng cỡ đâu cỡ bảy tám mét vuông chín mét vuông trở lại à ngang ba dài ba cỡ đó hèm à. thậm chí Chứ còn nhỏ hơn nữa đó rồi thì à, khi bạn qua đây bắt đầu là bạn mới chợt nhận ra được là cái tầng mà bạn ở á, là không có một người nào ở cả nguyên cả một cái ký túc xá đó thì rất đông à, nhưng mà bạn khi mà bạn vào chỗ đó là bạn là cái người bị dư đó thành ra là họ mới đưa bạn lên trên cái tầng đó là ở bên Nhật thì thường là những cái túc xá họ không có cao chừng có 3 tầng 4 tầng hoặc là dữ lắm là 5 tầng thôi đó thì bắt đầu lúc đó là bạn ở trên tầng 4 ba từ tầng ba xuống dưới tầng trệt nó đông nghẹt người à người nhật cũng có nha rồi những cái người bên nước này nước kia cũng có người việt nam cũng có nữa có riêng mình bạn là ở trên nguyên cái tầng đó như vậy mà bạn nói là bạn ở khoảng chừng cỡ ba ngày trời rồi thì bạn mới phát hiện ra nha à, tại vì một lần đó bạn nói là bạn bị thiếu đồ đó bạn tính bạn đi vòng vòng coi là những cái phòng kia có có người việt nam không mình nói chuyện mình mượn nhưng bạn đi hết nguyên cả một cái dãy hành lang đó bạn không thấy cái phòng nào có người ở cả đó thì bà cũng cũng hơi sợ sợ chút xíu thì rồi bắt đầu những cái hiện tượng đầu tiên là cái gì sau 3 ngày ở đó thì bà nói là tối bạn ngủ thì bạn nghe cái tiếng sinh hoạt của những của hai cái phòng kế bên đó thì bà nói là đặc trưng ở bên nhật đó nha nhà họ xây là cách âm rất là tệ nó không giống như là những căn nhà ở Việt Nam nhà tường hay là sao đó ở bên đó họ làm bằng những cái tấm vách những cái tấm gỗ ép đó đó. là cách âm tệ lắm đã để ở bên kia mà họ làm bất kỳ cái gì mà nói là mà nó xin lỗi nghe nó hơi vui vui chứ là bạn có xì hơi bên đây cũng nghe nữa chứ đừng nói nó nó, nó cái cách âm rất là tệ thì đó là cứ ban đêm bạn ngủ là bạn nghe cả hai cái phòng hai bên luôn hai phòng hai bên như vậy nè cũng tiếng đi tới đi luôn mà người nhật không à nghe tiếng nhật à cái tiếng nhật nói tùm lum tùm la thì cũng nôm na là, là lấy đồ lấy đạt rồi nói chuyện qua lại hôm nay làm như thế nào rồi năm rồi bây giờ tiền nước tiền điện bao nhiêu kiểu kiểu những cái tiếng sinh hoạt trên gia đình mà cả hai căn phòng hai bên bạn ở giữa thì ngay cái đêm đầu tiên thì bắt đầu là bạn mới nói bạn nói như vậy nè cái cuộc nói chuyện của một cái nhóm sinh viên á lúc nào nó cũng khác với một cái cuộc nói chuyện của những người trong gia đình Sinh viên thì thường là không có nói đến cái chuyện hôm nay đi làm được bao nhiêu tiền, uh, tiền nhà, tiền gì, tiền nó nói chung là có những cái nội dung nó khác. Thì bạn nói là hình như hai cái người, hai cái gia đình ở hai bên này á, hình như đó là gia đình, kiểu như là vợ chồng con cái ông bà hay sao đó chứ không phải là sinh viên. Mà nó ở bên Nhật mà cũng có cái chuyện mà 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 ký túc xá mà có kim luôn cho thuê phòng trọ cho gia đình vô ở giống giống Việt Nam á ta. Nhưng đến sáng hôm sau bạn đi qua đi lại bằng giờ Thì không thấy ai cả Mà bên ở bên Nhật đó, họ được cái là Khi mà cái nhà mà không có ai ở Tuy nhiên là những cái trang thiết bị nó vẫn có nha Những trang thiết bị nó vẫn có Nó vẫn được ngăn nắp như vậy Nhưng mà nó được đóng bụi đi Do là không có ai sử dụng Không hề có một cái dấu chân luôn nữa kìa Sao mà nó kỳ quá Cũng hơi sợ sợ một chút xíu Thì bây giờ cho đến cái khoảng chừng cỡ cuối cái tuần đó đêm nào cũng vậy nha đêm nào cũng nghe tiếng sinh hoạt như vậy cho đến cuối cái tuần đó thì mới đó là bạn có một cái cuộc phỏng vấn do là bạn cũng có xin đi làm thêm và đây là đi làm được được nhà, nhà nước bên Nhật á, được trường bên Nhật họ cho phép nha À được bên trường cho phép Thì bạn đi phỏng vấn thì ở một cái nguyên tắc ở bên Nhật hay sao đó là khi mà đi phỏng vấn như vậy là bắt buộc là phải mặc đồ vét nam hay nữ gì cũng vậy cả Phải mặc đồ vét có vét nữ mà À thì lúc đó bắt đầu là bạn mới đi mua buổi sáng hôm đó là bạn mới đi mua một cái bộ đồ vest mà bạn nói là nó cũng tương đối là mắc tiền chứ không có rẻ đâu nhưng mà thôi kệ mình cũng phải đầu tư mà đúng không có gì mình đem về việt nam mình mặc được thấy không thì bạn mua một cái bộ đồ vest mà bạn nói là bạn rất là trân quý đó bạn bỏ vô trong tủ rồi nọ tất cả mọi thứ không rồi tối đó cũng ôn luyện rồi nọ để ngày mai đi phỏng vấn ngủ một giấc cho đến sáng mất tiêu cái bộ đồ vest mọi người trong một căn phòng nó chưa đầy 10 mét vuông thì cái mà nguyên một cái bộ đồ vest nó có thể trốn đi đâu được mọi người bà nó là đừng nói là kiếm như gầm giường ở đó mà không có ngủ giường ngủ một trải tấm nệm dưới đất nằm ngủ đâu mà không tìm ra được cái bộ đồ vest đâu Người thấy ghê không? Đã trời cái lúc đó nói rồi 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 đi kiểu này sao mà đi phỏng vấn cho được. nó nói thôi thôi bây giờ cách tốt nhất á là bây giờ mình chạy lẹ ra mà bạn ước gì là bây giờ phải chạy nhanh ra đi tàu điện ngầm rồi tới cái chỗ đó may mắn nếu mà cái chỗ đồ vết đó họ còn bán á, mình phải bấm bụng mình phải mua thêm một bộ khác nữa chứ giờ sao giờ? Đã rồi, cũng mặc đồ sơ xài này nọ đồ xong nha, vừa bước ra cửa quẹo tay trái chuẩn bị tới chỗ cầu thang không có thang máy tới vừa mới quẹo trái một cái thôi bạn thấy rõ ràng cái bộ đồ vest của bạn nó được nằm tại vì nó là bạn có một cái móc và bạn còn một cái bao nó một cái bao ni lông bạn chùm bên ngoài đấy cho nó, nó nó sạch đó mà thì nó còn y nguyên vậy đó nó kiểu như cái bộ đồ vét nó còn nguyên siêu luôn nha nó được nằm nửa trong nửa ngoài ở cái phòng kế bên cái phòng mà mấy bữa nay bạn nghe tiếng sinh hoạt mấy bữa nay bạn uh, thấy là không có ai ở bên đó vào lúc sáng mà buổi tối có người đó kiểu vậy đó thì bây giờ cái bộ đồ vét nó đang được nằm nửa trong nửa ngoài cái chỗ đó bạn nói bạn kiểu như gọi là vừa mừng mà vừa sợ đó mình nhìn thấy bộ đồ vét là mình mừng húm rồi tại vì tiền không mà trời bộ đồ vét việt nam mình mai cũng mấy triệu bạc chứ ít ổi gì đúng không đã rồi bạn gặp đó, đó bạn mừng nha mà bạn nói ủa sao kỳ vậy ta mà ngủ mình ngủ mình rõ ràng mình hoàn toàn mình khóa cửa tất cả mọi thứ làm mà cái tủ của mình cái đồ vét nó nằm bên trong mình đóng tủ lại rõ ràng mà tại sao cái đồ vét nó không cánh mà nó bay qua bên đó được nó kỳ cục á Thôi cũng chụp cái bộ đồ vest Cũng về cũng thay lên xong cũng đi phỏng vấn Và bạn phỏng vấn đậu bình thường và Mới đầu là vừa học vừa làm bên này thôi thấy không? Cái chiều hôm đó bạn về đó bạn mới sực uh, nhớ là cái lúc mà bạn tại vì cái thời điểm mà khi bạn còn ở Việt Nam đó bạn khá là con gái mà khá là cứng đầu không có tin vô những cái chuyện tâm linh nhiều nhưng mà người nhà của bạn là có cho bạn một cái tượng một cái tượng phật màu vàng thôi chứ không phải là bằng vàng mà một cái tượng phật mà màu vàng để trong cái vali của bạn ấy, là bạn cứ nói thờ lơ thôi dư ký lắm thay vì con đem cái tượng này đó con đem được nhiều thứ khác đúng không mà người nhà bạn cứ dứt quyết là phải đem phải 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 nhét 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 như vậy đó thì bạn nếu bạn đem qua tới bây giờ bạn ở cả năm trời bạn không hề lo nữa, nó vẫn còn nằm trong cái vali của bạn tới bây giờ sợ à, thần thánh bởi vì nó thiệt thòi cho thần thánh lắm lúc nó sung nó sướng nó không bao giờ nó nhớ đến thần thánh phật phà gì hết mà bây giờ nó gặp ma nó sợ rồi là nó nhớ đến mình nó nằm nó để cho mình nằm trong vali cả năm trời giờ gặp ma nó nhớ lôi ra rồi chùi rửa đồ sạch sẽ đóng bụi mà nó dơ mà không? bây giờ chùi rửa đồ lại để lên trên đầu nằm à tối nằm ngủ như vậy không nghe bất kỳ một cái động tĩnh nào bạn nói trời ơi vậy là thần linh có thiệt rồi phật trời là có thiệt mình ngủ yên bình không nghe gì hết cho đến sáng cái tượng phật mọi người nha nằm tuốt ở ngoài cửa luôn nằm tuốt ở ngoài cửa mà còn bị trầy nữa tại vì cái đó là chỉ là sơn thôi sơn màu vàng mà còn bị trầy trụ giống như là có ai cào lên trên cái tượng phật đó vậy đó à nó khủng khiếp đến nỗi như vậy nha sợ quá trời sợ đó. Gọi, lúc đó bạn đã có bạn trai. Bạn mới gọi cho bạn trai bạn nhờ bạn trai đi qua đây ngủ với mình một vài hôm để mình kiếm cách mình đi chuyển qua ký túc xá khác ở chứ bây giờ ghê quá. Mà á à, con cái đó, bạn nói là cái người bạn trai của bạn là đúng đó nha, là ông này ổng là là gốc là ổng là người Việt Nam à, kiểu như là người Mỹ mà gốc Việt Nam qua Mỹ từ từ lúc mà còn nhỏ sau đó bắt đầu lớn lên rồi cũng đi qua bên không hiểu sao lại 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 là qua bên Nhật để mà mà làm việc và sinh sống bên này Đó, ổng là người Việt ổng có thời gian ở bên Mỹ và bây giờ đang ở bên Nhật ổng không có tin ma luôn, ông không có hề tin ma, tin cỏ gì cả. bạn nói là bạn, kiểu như thời điểm đó bạn, bạn, bạn không tin ma một, ông không tin ma tới mười lần á, thì cũng bởi vì cái lý do đó thành ra là bạn mới rủ ông qua để mà mà ở chung như vậy để mà cho cho đỡ sợ để ông trấn áp đi nhầm thì ổng cũng qua ổng cũng khi mà ổng còn nhìn thấy cái tượng phật ổng còn cười 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 đó đó trời em sao em mẹ mê tính dị đoan vậy em đem cái này từ bên nhà bên 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 việt nam qua đó hả nữa đó rồi đó thôi là, em kể em đi em để đó kể em tối đó cứ nằm ngủ nguyên đêm cái uh, cho đến sáng hôm sau nó cũng đi ra ngồi ăn thì kiểu như như là giống như cái ông bạn trai này ổng thời điểm đó là ổng đã bị chọc rồi và ổng còn nửa tin nửa ngờ cái cũng ra một cái tiệm mà mì ramen này nọ đó ngồi ăn như đó cái bắt đầu ổng mới ổng mới nói nói em ổng nói, ông nói tiếng việt nói tiếng việt bình thường à ổng ổng qua ổng ở mỹ ổng qua nhật luôn mà ổng nói tiếng việt bình thường à chứ không phải như mấy người giờ qua bên mỹ một hai năm cái mất tiếng mất gốc đâu ổng nói em uh, cái phòng của mình uh, chật quá rồi uh, sao em còn cho người ta xe phòng thêm chi vậy trời ơi ông vừa hỏi như vậy thôi là bắt đầu là bạn bạn này bạn bạn thương bạn nói là rồi rồi rồi, rồi đó bắt đầu bạn nói ủa tối qua anh gặp cái gì hả anh hỏi sao em không trả lời cái phòng mình nó nhỏ quá rồi mà cái phòng em nhỏ quá à anh với em ngủ còn chật nó tự nhiên em cho người ta xe phòng vô thêm chi vậy đó là em có được cấp phép được cho phép không chứ nhiều khi khó quá người ta phạt em á thì bắt đầu bạn mới trả lời câu đó nói không em đâu có cho ai thuê phòng mướn phòng gì đâu anh cái ông mới hỏi lại một câu gì ủa vậy cái bà đó là ai cái bà người nhật đó là bả là ai cái bà đó là bạn điếng hồn mà nha bạn nói rồi anh ơi không lẽ anh, anh anh anh, gặp ma hay gì vậy chứ ma gì ổng cũng cũng như là cà lóc cà, cà lóc cà bớt rồi kiểu như là, 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 là cà lâm cà lâm rồi à, phải đâu ma gì ma gì đâu anh gặp làm sao anh nói rõ cho em nghe coi thì anh nói thì tối hôm qua anh anh nằm anh ngủ gì đó chứ anh cũng nghe tiếng bước chân anh tưởng đâu là em tối nhiều khi em đi toilet anh cũng mở mắt ra anh nhìn thì anh thấy là có một cái bà cái bà nó tướng bả chắc bả cao chừng cả. có nghĩa là cái người đó họ nếu mà họ đứng thẳng đó, thì có thể là họ sẽ cao tầm cỡ m sáu À thì mọi người nên nhớ là bây giờ cái gen Nhật bây giờ thì họ cao rồi nhưng mà cái những cái người Nhật ngày xưa đó, những cái người Nhật và những người lớn tuổi ngày xưa họ họ, họ thấp lắm. À, cái cái gen của họ không 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 được cao lắm. Rồi bắt đầu là nếu mà cái người đó họ đứng thẳng ấy, thì chắc là họ cao độ khoảng chừng cỡ mét rưỡi, mét 55 nhưng mà tại vì cái tướng họ già, họ khòm cái người xuống như vậy nè. Nó thành ra là nhìn họ chắc cỡ chừng cỡ mét 3 thôi. Đó nên bắt đầu anh nói ủa bà này bà là Đấy, ông đó ông không tin ma mà bà mới mới nhìn ủa bà này không lẽ vợ mình không lẽ ghệ mình uh, cho xe phòng mà mình không biết đó và ông nói là cái bà nó bà cứ đi tới đi luôn Mà do cái phòng nó chật bà cứ đi tới luôn và cái chân của bà cứ đụng đụng không biết là bà cố tình bà đá hay là bà vô tình bà đụng nữa bà, bà cứ đụng đụng vô trong cái chân của anh hoài cái phòng nó nhỏ mà đó anh cứ nằm cái, cái người đó họ cứ đi tới đi lui sinh hoạt y như là bình thường vậy đó cầm cái này nắm cái kia rồi tùm lum tùm la mà cứ đi chút xíu là đụng vô chân anh đi xíu là đá vô chân anh cái như vậy đó đó thì anh nghĩ là tại vì cũng cái sự cái lịch giữ lịch sự thôi thành ra mình im thành ra cho để con đến sáng hôm sau mình nói với ghệ mình coi làm sao đó thì ông nói là ổng bả đi đi vậy đó ổng cũng ngủ là ổng ngủ ông cũng gan lắm nha ông nói ông cũng gan lắm nha đã thì cho đến sáng luôn ông cũng tỉnh dậy thì sao mà khi ra ngoài tiệm mì thì ông mới kể là cái câu chuyện như vậy đã thì cái lớp lớp bắt đầu á là bạn thương nó bạn khóc mà bạn nói bạn ngồi ở tiệm mì đó bạn khóc mà tưởng người ta người ngoài người ta nhìn vô tưởng hai đứa cãi lộn á bạn khóc bạn nói không có anh ơi ờ kể lại hết mấy bữa nay em gặp giày giày nè người ta lấy cái bộ đồ vét của em quăng qua kia rồi người ta còn cào cái tượng phật người ta đem dục ra ngoài cửa vậy nữa thôi cái chỗ này là có ma rồi nó ghê quá nơi thôi thôi em không có dám ở ở đây đâu thôi thôi, đi, cho em đi đi cho em 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 giờ kiếm cách nào đó để cho em. bây giờ em qua nhà anh ở được không cái người này là họ có thuê nhà nguyên căn nha ông này ông là một cái người cũng thành đạt lắm ông bạn trai đó ông thuê nhà nguyên căn luôn đã mà hơi xa trường học chút xíu thôi bắt đầu mới lúc đó mới quyết định là thôi để đi qua bên nhà của cái ông đó để mà ở nhờ vài hôm trong cái lúc mà để kiếm cái, cái 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 ký túc xá khác để để mà ở thì khi mà bạn uh, chuyển đi qua chỗ khác rồi đó thì bạn bắt đầu bạn mới tìm hiểu được cái 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 cái, cái tòa nhà ký túc xá thì cũng chắc là cũng không không xa lạ với trái mùi cũng đoán được thì có nghĩa là đó cái tòa nhà này đó, nó từ cũng rất là lâu rồi nó từ những trước những năm 2000 mới đầu là được xây lên mà biết là bây giờ đó ở việt nam mình bắt đầu là sẽ đưa ra những cái chính sách là sẽ à, có những cái cái căn hộ chung cư giá rẻ dành cho những người thu nhập thấp nhưng mà ở bên Nhật á những người đất nước người ta phát triển người ta đi trước mình mấy chục năm đó rồi người ta đã làm đó làm cái mô hình đó từ những năm chín mấy những năm 2000 rồi đó à, là sẽ là là làm lên những cái uh, những cái tòa nhà bán lại những cái chung cư mini nhỏ nhỏ để mà cho những người thu nhập thấp Đấy nhưng mà khi mà vào trong đó ở rồi thì uh, cũng không biết lý do tại sao được khoảng chừng cỡ mấy năm trời đó thì bắt đầu là không còn ai ở nữa chắc là xa trung tâm. Thì thời điểm đó trời ơi, mình nói chứ những năm chín mấy đất nước Nhật phát triển, phát triển thiệt nhưng mà cũng đâu có hiện đại được như bây giờ. Đó thì cũng xa trung tâm hay là hiểu lắm hay sao người ta lại bắt đầu là người ta đã bán đi. Bán đi, bán bỏ đi bớt không ai còn ở nữa. Đó thì bắt đầu là cái chủ tòa nhà người ta bán lại nguyên cái tòa nhà thì có người người ta mua bắt đầu mới chuyển đổi thành một cái viện dưỡng lão để mà người ta ra một cái chính sách đó để cho những cái người mà mấy câu chuyện trước mình có kể chuyện ma binh nhật đó cái chuyện mà ai à, mà gì à, à, anh à, anh chàng sửa ống nước à, gặp à, gì kiểu gì đó thì rồi thì có những người già người ta cứ mất ở trong nhà vậy vậy rồi đó đó là bây giờ nhà nước người ta tốn kém cái ngân sách để mà người ta đi thu gom xác của những người già thì bắt đầu người ta mới quyết định là người ta mua lại cái tòa nhà đó để mà làm cái viện dưỡng lão à cũng không, không phải không phải là viện dưỡng lão nữa mà cái kiểu là người ta sẽ 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 nói với những cái người già như vậy mà neo đơn đó. thôi bây giờ là người ta sẽ mua lại cái nhà đó giá cao và người ta sẽ đổi cho cái căn chung cư này và dời những cái người già đó về những người già neo đơn về ở đó là không phải là ở chung chạ nhau mà mỗi người một phòng mỗi người một phòng 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 như vậy để lỡ như không may có cái điều xấu xảy ra thì họ gom xác thì nó nó dễ hơn à rồi thì những cái người già họ ở đây thì trời ơi người già mà thì cái đây mình nói là sinh lão bệnh tử thì ai không trải qua đó thì bây giờ là lão rồi bắt đầu là bệnh sau đó nó bắt đầu là tử đó là có nhiều người người ta mất ở trong này à rồi mất rí rồi các bạn tới cái thời điểm đó bắt đầu trường học này nọ đồ mọc lên và phát triển này nọ đồ thành khu đô thị lớn thì bắt đầu là

đã thì rồi sau đó bắt đầu là những cái lứa học sinh đã mới vào mới vào trong đó ở thì những cái tầng dưới do lý do là sao không gặp tại vì ở dưới tầng đó người ta ở nghịch hết trơn rồi tầng 1, tầng 2, tầng 3 ở đông nghẹt hết trơn rồi dương thịnh âm suy nhưng mà duy nhất ở trên tầng 4 này bữa đó xui sủi làm sao đó thì bạn thương bạn vô bạn ở có một mình thành ra là những ông già những bà cả người ta đã hiện về và người ta đã quấy phá như vậy nhưng mà những cái hồn ma trong này họ đã có từ những lúc mà cái chỗ này nó còn là cái nơi căn hộ giá rẻ dành cho gia đình rõ ràng không những cái tiếng sinh hoạt tới lui những tiếng nói chuyện qua lại tức có nghĩa là lúc đó là những cái người người ta còn là gia đình người ta ở với nhau đã rồi còn cái hiện tượng mà à, là bị lôi cái áo vest đi thì không biết là ai làm nhưng cái người mà cái ông bạn trai đó ông thấy chính là cái thời điểm khi mà cái chỗ này thành một cái ký túc xá ở thành một cái viện dưỡng lão đã mới thấy cái ông cái bà già đó đi tới đi lui vậy 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 à rồi thưa mọi em thì nhiều khi bây giờ cái ký túc xá này thậm chí là khoảng cỡ 5 năm 10 năm sau lại thấy có những dáng dấp của những cái đứa học sinh đi tới đi lui những cái đứa sinh viên đi tới lui cũng không chừng đó thì đó là một cái tòa nhà cũng ở Việt Nam mình cũng vậy thôi nha mọi người nha chứ không riêng bên Nhật đâu ở Việt Nam mình có những cái tòa nhà mà qua nhiều thế hệ nó được tận dụng làm nhiều mục đích khác nhau từ bệnh từ nghĩa trang xây lên thành bệnh viện từ bệnh viện chuyển qua trường học Đó là đó, đó đó thì đó đó, đó, đó cái kiểu nó là như vậy chứ đâu thế nào mà đập phá bỏ đi nó uổng đâu À thì đó đó là lý do tại sao mà trong một tòa nhà nó có nhiều cái hiện tượng ma mà từ những hiện tượng ma đó chúng ta sẽ biết được cái nguồn gốc của trước đây, lịch sử trước đây tòa nhà đã từng là cái tòa nhà gì. À rồi thôi, đó là cái câu chuyện ngắn cuối cùng ngày hôm nay cho bạn Thương kể lại một lần mà bạn gặp ma ở bên Nhật là như vậy đó ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay ha. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều. Nhớ đừng quên là ngày mai mọi người có thể là chạy qua bên chi nhánh 2 ở bên gò vấp của mình, 743 đường Quang Trung ở bên gò vấp ha để mua nước ủng hộ mình cũng như là một người là mua um, lạp xưởng uh, siêu nạc của vợ mình về ăn thử đi nếu ok thì đến Tết đặt nhiều nhiều chút xíu ha. Thế rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dĩ mặt xin chào tất cả mọi người.